cái clip nào cũng đạt triệu view. Tuy nhiên sau vừa rồi đó, mình làm cái cân mẹ. Cái cân mẹ là một vở kịch mà ngày xưa tôi đi coi kịch Sài Gòn, tôi khóc lên khóc xuống không biết bao nhiêu lần, rất là xúc động. Mà vừa rồi là Việt Khương làm nó lại nghiêng về cái tình cảm gia đình đó. Thì ngay cái tập đầu tiên thì nó không có được như ý muốn, mà bản thân Việt Khương cũng phải lên để livestream để mà kêu gọi mọi người xem. Rồi sau đó là kết quả nó cũng mỹ mãn. Thì mình muốn hỏi là bản thân Việt Hương đã là một nghệ sĩ mà nó đã thắng ở những cái lĩnh vực như hành động, như hài hước, thì bây giờ mình chuyển qua mình làm cái về cái tình cảm gia đình. Lần này á, mình chuyển qua mình làm tình cảm gia đình, thì cái điều gì để mà đặt cho Việt Hương một cái niềm tin là Việt Hương sẽ tiếp tục thắng trong cái đợt này, mà Việt Hương lại quyết định thực hiện cái đề tài mà không có đi theo đúng cái sở trường của mình. Chắc hỏi luôn cái chỗ Lê Trang với Quỳnh Lập hồi nãy cứ mí mí cái nhân vật, chưa có cho phóng viên báo chí biết là cái nhân vật của mình ở trong cái vai lần này nó có những cái điểm gì đặc sắc mà để hai bạn là quyết định nhận lời đồng hành cùng Việt Hương. Vậy nếu vậy sẵn luôn hỏi chị Lâm Khánh Chi cái vai của chị luôn nha. Nãy giờ cũng muốn nói lắm, mắc nói lắm mà chưa ai hỏi. Đó. Rồi bây giờ chị cứ suy nghĩ nha, trước tiên em mời chị Hương chia sẻ. Chị trước hả? Đúng vậy, khi Việt Hương chọn một cái dự án về gia đình á cũng rất là khó, vì trước đó Việt Hương làm cái cân mẹ nhưng hai màu đều khác nhau. Ở cái series này là một cái màu Hàn Quốc vô cùng và có bối cảnh quay tại Hàn Quốc luôn. Nhưng mà chắc là mùa dịch thì chúng tôi sẽ chuyển là chúng tôi sẽ quay ở Hạ Long. Cho nên cái màu nó hoàn toàn khác với cân mẹ. Cân mẹ là một trong những tình cảm gia đình mà nó nằm ở phần những người lao động chân tay, những người sát ở dưới tầng lớp xã hội, và họ có thể dùng những cái ngôn ngữ hoặc những cái danh từ hoặc nó hơi kịch tính một chút. Còn trong đây thì trong hoàn toàn cái series này thì Việt Hương muốn, thiệt tình là Việt Hương muốn làm luôn cả một cái vũ trụ về phụ nữ quyền lực. Giống như người ta đã từng có Nam Sito và Bảo Nhân đã từng có là Gái Già Lắm Chiêu, thì phụ nữ 30 tuổi chưa lấy được chồng thì họ sẽ dùng chiêu trò như thế nào. Ở các bạn mà 30 là bắt đầu công việc ổn định này nọ ha, bắt đầu muốn có tới một cái gia đình thì nó xảy ra những gì. Tô là người về vũ trụ, về giang hồ, và đã thành công rất nhiều các cái series đó. Nhưng mà trên thị trường cũng giống như Lập nói, đây là một cái rất là lạ, chưa có người nào làm về cái người phụ nữ ở lứa tuổi từ 35, 38 tới 45. Và nói thẳng luôn, đây bác sĩ rất là nhiều, đây là thời kỳ tiền mãn kinh, bắt đầu bước vô những cái thay đổi đột ngột của những người phụ nữ, đặc biệt khi họ thành bại. Thường những cuộc điện thoại gọi cho nhau là tao ly dị rồi, ở cái lứa tuổi này rất là nhiều. Và khi họ thành công, họ muốn những cái gì và họ được cái sự trả lại và cái sự quan tâm của cái người bên cạnh, người bạn đời của mình sau mười mấy, 20 năm, thì cái người đó sẽ như thế nào? Vì khi mà họ đã đầy đủ, họ có tiền, họ có quyền, họ có đầy đủ và họ là phụ nữ quyền lực, là tất nhiên họ phải là người điều hành được cả một cái ngôi nhà hoặc của một công ty. Họ bước vào, họ nhìn lên bức tranh đó là ông xã của mình, người đi đồng hành với mình gần 20 năm nay, và anh ấy đang cho mình cái gì? Có được cái sự an toàn, có được cái sự yêu thương, có được cái sự chia sẻ thì chưa là ai làm ở cái mảng này. Cho nên xong bên nơi, ở mọi cái lứa tuổi Hương nghĩ nó sẽ có cái đẹp của nó. Có thể 40 tuổi nó đẹp, ở cái tuổi này tôi không phải là người đẹp, nhưng trong mắt ông xã tôi 20 năm nay tôi phải làm những điều hy sinh cho anh ấy thì tôi sẽ là người đẹp trong mắt anh ấy. Và có phải hay không, nó sẽ lật trong từng cái câu chuyện của mình. Và Hương nghĩ như vậy, Hương muốn tạo nên nó. Và hy vọng là khi 6 tập này ra là 2 series, nó sẽ tạo nên thành một cái hiệu ứng về những người phụ nữ đó. Và Hương cũng mong nó là một người phụ nữ về một cái trong thương trường, trong thị trường và trong gia đình họ làm chủ được. Hương muốn làm thành một cái chuỗi vũ trụ về nó. Cảm ơn chia sẻ của chị Hương, cũng là câu chuyện về tâm lý, về tình cảm gia đình, nhưng mà sẽ là một cái màu sắc hoàn toàn khác so với cái series cân mẹ trước đây. Còn bây giờ số phận hoặc là những vật nó phải dùng chỗ là từ chợ búa, lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng quạt náo, lúc nào cũng tay chân, tay bằng tay, miệng bằng miệng. Nhưng mà riêng cái nhân vật này thì bản thân Lập cũng tiết chế rất là nhiều. Đối với những cái mảng biến hài thì mình cũng ngồi mình từ từ mình nói chuyện, hoặc là những cái phân đoạn chuyên môn thì mình cũng được bộc lộ một cái tính cách hoàn toàn khác với những nhân vật mà mình đã từng thể hiện. Và bên cạnh đó thì cũng có những phân đoạn táo bạo anh Tô nhỉ. Cái phân đoạn mà đoàn phim ai cũng thích đó là cái phân đoạn em hãm hiếp chị Khả Như. Em làm điều đó như thế nào?
Em quay xong em cũng không hiểu lý do tại sao em có thể làm được như vậy. Vâng. Khả Như vẫn ổn chứ em? Khi mà hai chị em quay phân đoạn đó là toàn cười và cười thôi. Khả Như phản ứng thế nào? Quá điên anh ạ. Cũng cười không, hai chị em cười không ạ? Có nghĩa rằng là có cái mới để mình làm, có cái hình ảnh khác lạ để mình khai thác đến cho khán giả thì cũng làm hết sức mình thôi. Và hy vọng với cái tính cách nhân vật Lê Gia rất nghiêm khắc trong công việc và rất là cởi mở trong cái vấn đề mà đồng nghiệp nói chuyện cũng xéo sắc với nhau, có thể mang nhiều cái thước phim và nhiều cái cung bậc khác nhau đến cho quý vị xem cái nhân vật Lê Gia này cũng là. Tên là Lê Gia phải không em? Đúng rồi. Cảm ơn em. Tên là có dính líu về tới vai của em không? Có dê không? Cảm ơn em. Bây giờ cái mặt được lên cái cương đóng vai nào là do đó có vụ dê. Dạ không ạ, thật ra nói về từ nghiệp cái cương nào, cái đó là em nghĩ chắc lúc cái đó giống như sét đánh cho chúng trời đánh cương thôi. Chứ thật ra lúc mà thời là sinh viên á thì đứa nào nó cũng ghê như nhau với chị. Cái thời đói khổ mà, thì em nghĩ chắc một phút nào đó thôi. Nhưng nếu cho tụi em quay trở lại 26 năm, hơn 27, 26 năm sau trước á, thì tụi em cũng sẽ quyết định là bạn bè và không sẽ sẽ giữ mãi đó là bạn. Thì tụi em mới có cái tình cảm bạn bè của ngày hôm nay và không có dính dáng tới tình yêu hay là cảm xúc gì hết. Nhưng mà khi làm bất kể một cái dự án nào mà cần một cái vai gì thì em đều nghĩ đến rất bạn cũ của em. Trước tiên là anh Hoàng Mập, có thể là không chung lớp nhưng mà là chung khóa với em, thì bất kể anh làm gì em cũng đều hỗ trợ về mọi mặt luôn, về kinh tế hoặc là về diễn. Nếu mà cần một người diễn viên chung cái thời của Hương thì chị sẽ mời ai? Tôi nói vậy thì Việt Hương sẽ đọc là Thúy Nga, Hạnh Thúy, Tiết Hương là những nhân vật Hương nghĩ là nên mời vào những giai bác sĩ. Tại trong đây giai bác sĩ rất đông thì có nhiều bạn như là Thúy Nga không về được, Thúy thì kẹt dự án, Cương thì rảnh vào thời điểm đó cho nên là tụi em chọn chứ không có gì đâu chị Tuyền nè. Dạ gia đình em đang ổn chị. Dạ rất ngon.